Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khỏe Đẹp Online. Quý vị và các bạn thân mến, chuối được đánh giá là một trong những loại trái cây hấp dẫn nhất trên thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà loại quả nhỏ bé này lại được ưa chuộng đến thế. Nhiều người ăn chuối vì vị ngon, ngọt của nó, nhưng số khác lại vì những điều tuyệt vời đến từ công dụng của chuối. Không chỉ chuối chín mà chuối xanh cũng mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe mà chúng ta chưa hề biết đến. Về mặt dinh dưỡng, chuối xanh là nguồn chất xơ, vitamin và khoáng chất tốt, chứa một tinh bột có thể kiểm soát lượng đường trong máu, kiểm soát trọng lượng và giảm lượng cholesterol trong máu. Ngoài ra, chuối xanh còn có nhiều lợi ích khác như giảm cân, chống ung thư, ổn định đường huyết, điều hòa cảm xúc. Khác với chuối chín chứa nhiều đường, chuối xanh rất giàu tinh bột, nhất là thành phần kháng tinh bột, resistant starch. Trong vỏ của chuối xanh còn chứa nhiều thành phần chất chống oxy hóa, các chất tannin và chất kháng khuẩn. Còn trong ruột của chuối xanh giàu khoáng chất và các chất dinh dưỡng như phốt pho, vitamin, kali, magie, chất xơ. Nhờ đó mà chuối xanh trở nên vô cùng giá trị trong ẩm thực và giúp phòng chống nhiều loại bệnh tật. Sau đây là chi tiết những tác dụng của chuối xanh cho sức khỏe, làm đẹp và phòng trị bệnh. Nếu bạn chưa biết, thật là đáng tiếc. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video những tác dụng chữa bệnh tuyệt vời của chuối xanh. Thứ nhất, điều trị tiêu chảy. Chuối xanh có khả năng phòng ngừa và điều trị tiêu chảy. Trong chuối xanh có chứa các chất kháng tinh bột và chất xơ pectin chứa trong chuối xanh là loại chất xơ hòa tan có thể hấp thụ được các chất lỏng dư thừa trong bao tử trong suốt quá trình tiêu chảy. Một loại chất xơ khác có tên là inulin giúp khôi phục lại vi khuẩn có lợi trong bao tử. Vì thế, ngoài là thực phẩm bổ sung lợi khuẩn vừa ngon miệng lại tốt cho hệ tiêu hóa thì khi bị tiêu chảy bạn nên ăn chuối xanh đã được nấu chín và hãy để nguyên cả vỏ để đảm bảo hấp thụ được các chất dinh dưỡng có trong vỏ chuối xanh. Chuối xanh cũng có chứa nhiều chất tannin giúp làm se đồng thời kháng viêm. Trong các bài thuốc dân gian, bột của chuối tiêu xanh được coi là bài thuốc vô cùng quen thuộc trong điều trị bệnh tiêu chảy. Cách làm rất đơn giản, chuối xanh tước vỏ bỏ ngoài, ngâm vào nước muối loãng cho khỏi thâm và cho bớt ra chất nhựa, chất chát. Sau khi ngâm xong, thái thành lát mỏng, phơi, sấy khô và tán thành bột. Cách dùng, khi bị tiêu chảy có thể dùng riêng, chiêu với nước uống, phải chiêu thật nhiều nước vì bột chuối rất khó uống. Hoặc có thể trộn bột chuối với mật ong pha lên để uống. Đối với trẻ nhỏ, nấu cháo trộn với bột chuối tiêu xanh có thể giúp cho bé kìm nén được cơn tiêu chảy. Thứ hai, chuối xanh chữa viêm loét dạ dày và loét tá tràng. Ngoài là loại thực phẩm tốt cho đại tràng, dạ dày giúp trung hòa axit dễ tiêu hóa hơn, thì chuối xanh cũng mang lại hiệu quả bất ngờ ít ai biết về nó. Nhờ vào các thành phần pectin có trong chuối xanh phủ lên dạ dày một lớp bảo vệ, giúp ngăn ngừa sự mài mòn dạ dày đến từ axit chlorhydric. Khi chuối xanh được nấu chín sẽ cung cấp tannin giúp kháng khuẩn, chống viêm, nhờ vậy mà chuối xanh giúp giảm viêm dạ dày, loét tá tràng. Thứ ba, chuối xanh ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Chuối xanh có thể làm giảm khả năng hấp thụ glucose của tế bào cơ thể và nồng độ insulin trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Ngoài ra, chuối xanh giàu vitamin B6 đóng vai trò quan trọng trong hơn 100 phản ứng enzyme trong cơ thể, rất cần thiết cho sự hình thành hemoglobin, loại protein vận chuyển oxy hiệu quả, đồng thời hỗ trợ việc kiểm soát lượng đường trong máu, dạng tinh bột không được tiêu hóa gọi là tinh bột kháng đường. Nó đóng vai trò như chất xơ hòa tan và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là đối với người bị bệnh tiểu đường. Tinh bột kháng đường có trong chuối xanh. Tinh bột kháng đường trong quả chuối xanh giúp làm giảm phòng chống bệnh tiểu đường. Thứ tư, chuối xanh chống ung thư và kháng viêm. Được coi là thần dược trong việc chống ung thư, tinh bột chuối xanh giúp kháng viêm, hạn chế viêm loét đại tràng. Chuối xanh giúp ngăn ngừa ung thư ruột kết, ung thư đại trực tràng. Ngoài ra, chuối xanh có rất nhiều vitamin C. Đây là một loại vitamin chống oxy hóa rất giàu trong bột chuối xanh. Nó giúp cơ thể bài trừ các tác hại của gốc tự do, ngăn ngừa ung thư, bảo vệ cơ thể trước nguy cơ mắc các chứng bệnh nhiễm trùng. Thứ năm, giảm huyết áp, phòng đột quỵ. Chuối xanh có các chất như tannin, carotenoid là các chất chống oxy hóa và cả diệp lục. Tất cả đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ hạ huyết áp. Chuối xanh giúp tăng cường lượng oxit nitric. Oxit nitric là chất giữ vai trò đặc biệt giúp chống lão hóa, giúp mạch máu mở rộng, làm tăng dòng máu chảy, giúp cung cấp oxy và dưỡng chất đến tế bào, làm giảm nguy cơ đột quỵ. Chuối xanh cũng chứa các chất dinh dưỡng như magie, kali và giúp hỗ trợ mạch máu hoạt động một cách tích cực.
Thứ 6, chuối xanh tăng cường cấu trúc xương. Ăn nhiều thực phẩm có chứa bột đường qua chế biến, bao gồm cả chế độ ăn nhiều đường, có thể gây ra chứng SCOT vi xương. Stress oxy hóa làm yếu đi các đệm của xương vốn cấu tạo từ collagen gây yếu xương. Ăn chuối xanh sẽ giúp ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình này. Đồng thời, chuối xanh chứa nhiều khoáng chất cho sức khỏe của xương, bao gồm canxi, magie, mangan và phốt pho. Ngoài ra, chúng còn cung cấp các chất chống oxy hóa, các tannin kháng viêm và carotenoid, chất diệp lục giúp ngăn ngừa stress oxy hóa có thể làm tổn thương cấu trúc của xương. Chuối xanh cũng chứa silica rất quan trọng cho việc xây dựng và duy trì các sợi collagen. Nhờ vậy mà chuối xanh giúp các thành phần dinh dưỡng đi qua máu dễ dàng hơn, đồng nghĩa với việc xương được nuôi dưỡng và phát triển tốt hơn. Thứ 7, chuối xanh cải thiện sức khỏe tiêu hóa. Chuối xanh chứa rất nhiều hàm lượng chất xơ và tinh bột, chúng dễ dàng đi qua đường ruột, đồng thời làm sạch đường ruột, giúp hỗ trợ điều trị các bệnh về đường tiêu hóa, giúp hệ thống tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Nhờ vào đó giúp kích thích sự tăng trưởng của lợi khuẩn probiotic, làm thông đường ruột và giúp phòng ngừa các bệnh lý liên quan. Thứ 8, làm giảm căng thẳng. Pectin và thành phần kháng tinh bột trong chuối xanh không chỉ giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa tốt mà còn giúp giảm căng thẳng hiệu quả. Trong chuối xanh có nhiều tryptophan giúp tạo ra loại hormone giúp bạn cảm thấy vui vẻ. Đó cũng có thể là kết quả của việc tăng cường nồng độ oxit nitric do các chất chống oxy hóa như tannin, carotenoid và chất diệp lục trong chuối xanh. Chuối xanh giàu axit amin tryptophan có tác dụng tăng cường sản xuất serotonin, hormone làm cho bạn có cảm giác hạnh phúc. Thứ 9, giảm và điều hòa mỡ trong máu. Mỡ máu tăng cao được cho là gắn liền với các nguy cơ đến các bệnh tim mạch. Vỏ chuối xanh có tác dụng chống oxy hóa cao hơn trong vỏ chuối chín. Ăn chuối xanh cả vỏ nấu chín sẽ mang lại sự chống oxy hóa tuyệt vời nhờ các chất diệp lục và tannin trong đó. Nó có thể giúp điều hòa mức độ lipid trong máu. Các thành phần dinh dưỡng trong chuối xanh như kali, magie giúp làm cho việc lưu thông máu diễn ra tốt hơn. Hơn nữa, lượng đường trong chuối xanh không nhiều nên khi ăn chuối xanh thường xuyên có thể giúp làm giảm lượng đường mỡ thừa trong cơ thể cũng như trong máu. Thứ 10, tăng tuổi thọ và làm đẹp. Hỗ trợ giảm cân là tác dụng được phổ biến nhất của chuối xanh. Hiện có rất nhiều thực đơn giảm cân bằng chuối xanh. Ăn chuối xanh hàng ngày cũng là cách giúp giảm cân hiệu quả. Vì bên trong chuối xanh có chứa nhiều chất xơ giúp tạo cảm giác no, chống lại cảm giác đói và thèm ăn. Ăn chuối xanh còn cung cấp được lượng năng lượng cần thiết cho cơ thể trong ngày. Nhờ vậy, có thể thấy ăn chuối xanh trong việc giảm cân là không thể bỏ qua. Các chất tannin, polyphenol hòa tan trong nước cũng được tìm thấy trong bột chuối xanh và vỏ của chuối xanh. Các chất này cùng với carotenoid và diệp lục hoạt động như một chất chống oxy hóa, chống viêm và chống ung thư, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch làm đẹp da. Vì vậy, ăn chuối xanh sẽ làm tăng tuổi thọ. 11. Chuối xanh giàu kali. Thực phẩm giàu chất kali giúp hoạt động tốt trong các dây thần kinh, làm sạch máu và các cử động cơ. Chuối xanh tươi là một trong những sự lựa chọn tốt nhất để đạt được lượng kali trong cơ thể bạn. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo nên tiêu thụ khoảng 4.700mg kali mỗi ngày cho sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, thực phẩm kali cao không an toàn cho tất cả mọi người. Nếu bạn có lượng kali máu cao hoặc bệnh thận, bạn nên nói chuyện với bác sĩ để xác định các thức ăn như chuối xanh có phù hợp với chế độ ăn kiêng của bạn hay không. Ngoài những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe được nêu ở trên, nếu việc lạm dụng chuối xanh quá nhiều cũng có thể gây ra tác dụng phụ không mong muốn. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ 2, tác dụng phụ của chuối xanh nếu ăn quá nhiều. Bạn hãy cẩn thận khi ăn chuối xanh. Thứ nhất, gây dị ứng. Chuối xanh có chứa protein bên trong nó nên thường được dùng trong quá trình luyện tập thể hình. Nhưng đã có nhiều trường hợp bị dị ứng với chuối xanh, vì với những ai đã bị dị ứng với cao su cũng có thể bị dị ứng với chuối xanh. Protein mà chuối xanh chứa cũng giống như protein gây dị ứng trong cao su, nên cẩn thận khi ăn với chuối xanh, nếu không vẫn có thể bị dị ứng mặc dù nó không phải là cao su. Thứ hai, khó tiêu, đầy bụng. Lượng chất xơ và tinh bột có chứa trong chuối xanh rất cao, tuy có thể cung cấp lượng tinh bột, chất xơ cho cơ thể rất tốt giúp làm thỏa mãn cơn đói, thèm ăn, nhưng nếu cung cấp cho cơ thể quá nhiều chất xơ có thể làm cho hệ tiêu hóa bị khó chịu. Nhiều trường hợp ăn quá nhiều chuối xanh khiến cho bụng bị đầy hơi, khó tiêu, có trường hợp nặng hơn có thể dẫn đến táo bón. Chúc các bạn và gia đình luôn khỏe mạnh, trường thọ với chuối xanh.
Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.